kỳ thủ xuất sắc nhất trong giải đấu để cho giải thưởng. Được sự nhất trí của đoàn thanh niên học viện tài chính, câu lạc bộ học tài chính công đã tích cực tổ chức giải cả nhanh học viện tài chính mở rộng 2018. Đến dự lễ khai mạc giải cờ nhanh học viện tài chính mở rộng ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu và đồng tiền chào mừng bác Lê Viết Hổ, chủ nhiệm câu lạc bộ Chess Friend, đơn vị đồng tổ chức. Về phía ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu anh Ngô Duy Tiệp, trưởng ban tổ chức. Anh Tùng Lâm, chủ nhiệm câu lạc bộ tài chính công. Chị Vũ Thị Tùng Lâm, phó chủ nhiệm câu lạc bộ tài chính công, phó trưởng ban tổ chức. Chị Nguyễn Hoàng Anh, tổng trọng tài của môn cờ vua. Cuối cùng, một thành phần vô cùng quan trọng không thể thiếu trong giải đấu ngày hôm nay là các kỳ thủ đến từ các trường học viện tài chính, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học FPT, Học viện Kỹ thuật Quân sự và các trường đại học lớn khác. Chúng ta hãy nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, các nhà tài trợ và các đơn vị tổ chức cùng các kỳ thủ của giải cờ nhanh học viện tài chính mở rộng 2018. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời đại diện đơn vị đồng tổ chức, bác Lê Viết Hổ, chủ nhiệm câu lạc bộ Fan Chess Friend lên nhận bó hoa tươi thắm từ ban tổ chức. Xin kính mời anh Ngô Duy Tiệp lên trao hoa cho bác. Xin kính mời.